Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đây là cái khu trung tâm công viên Long Biên, ngay sát cạnh luôn đấy, mà công ty tập đoàn Diệu Viên đang tổ chức một cái triển lãm rất lớn tại khuôn viên công viên Long Biên. Chương trình sẽ là khai mạc vào ngày 28 tháng 9. Khu cây thương mại thì bát ngát luôn. Chính cái địa điểm này mà nhiều năm về trước đã có những cái hoạt động rất tốt, bền vững. Thị trường giao dịch cây cảnh ở cái khu vực này cũng rất là sôi động. Và tôi chia sẻ nhà vườn bonsai Bùi Toản trong cuốn video này để anh em chúng ta giao lưu. Tác phẩm đầu tiên là gửi đến hình ảnh của một cây mai chiếu thủy. Cây mai đẹp quá. Ta nhìn thấy những cái nu sần lên dọc theo cái đường thân. Triển lãm hôm nay Tùng có mang cây lên không? Không, chú ạ. Không à? Vâng, cái mai đẹp thật đấy. Chúng ta nhìn thấy cái u cục và cái độ già của cây này. Và các chuyến xe vẫn chở cây vào tập kết rất là đông. Và bây giờ chúng ta di chuyển tiếp đến một cây quyệt quế.
Vâng, bây giờ tôi chia sẻ cho anh em chúng ta thưởng thức bóng dáng của một cây tùng. Hàng này cũng là hàng tầm lớn rồi, phải xe nâng rồi. Đẹp quá. Bệ. Thấy những cái tay rất là hợp lý. Cái vết cắt gần như mím hết rồi. Một cây gốc to như thế này mà mái tán như vậy mà lại rất là thấp, khống chế cái chiều cao những cái vết cắt hạ thân bao nhiêu ngày rồi, rất tạo lên một cái bóng rất đẹp. Và tiếp tục bên cạnh là một cây nguyệt quế. Thợ đang xây gì đằng sau kia? Chùa, vâng, thợ đang xây cái chỗ này đấy là cùng công chứ. À. Vâng. Đặt công á? Vâng, anh em cho đặt cùng công để lấy chỗ nghỉ ngơi đấy. À, của các cháu à? Vâng. Ôi thế thì sau này có cái công thì nghỉ được nhiều rộng. Vâng. Chứ cái nhà các anh làm bằng tôn tạm kia thì nóng lắm. Nó nóng mà nó chật. Làm hẳn con công như ở cái chỗ mà tôi vừa vào gặp có mấy con. Vâng, anh nghệ nhân Duẩn đang chỉnh trang cho tác phẩm hoa giấy này. Vâng. Giấy tím Huế anh. Tím Huế chú. À, đẹp thế nhỉ. Cái đường đi của thân đẹp quá. Đẹp cả hàng chơi chú. Vâng. Có viên đá dưới này của nó kẹp vào đây à? Vâng. Ôi dồi, cái mặt bên này nhìn ngon nhỉ. Vâng. Cái này chậu xi măng. Vâng. 4 người bê được. Nhẹ nhàng. 4 người bê nhẹ chú. Nhẹ nhàng. Cái này nay mai đưa sang khu triển lãm được ấy. Vâng. Đúng cái rồi. Bác nào cái bác nào sở hữu được là cũng đưa đi chơi được rồi. Đưa đi chơi được rồi, à. Tháo hết kém rồi. Đồ mà rồi, cây nó sạch sẽ. Vâng. Cây này có nhiều tiền không anh? Dạ, cái này thì báo giá giao nếu có bác là 55 triệu. Vâng. Giá 55 triệu. Tôi sẽ lấy cái tổng bóng hoa giấy này. Anh đứng sang một góc cái nhỉ. Làm cái ảnh bìa cây hoa giấy tím Huế đẹp quá. Chụp nhá. Ok. Sang cái mặt đối diện nhìn cho anh em xem. Hai mặt đều như nhau. Hai mặt đều đẹp chứ mà nào cũng chơi được. Được rồi. Chính ở bên này là cái tập trung nhất là cái thị trường, tôi thấy bên này nó sôi động hơn này. Dạ, vâng. Và nó có nhiều năm nay rồi. Vâng. Mà cái khu vực đô thị Việt Hưng cộng với cái xung quanh đây ấy, thì nó là cái kinh tế, cái dân trí người ta cũng có điều kiện. Vâng. Đấy.
ra vào xe tự do, chứ không phải như những nơi khác còn phải kiểm tra nọ kia. Bán có hai cái cây bé tí có hơn 1 triệu bạc, phải chạy ra tận cửa để trình bày với bảo vệ mới cho ra đấy. Làm được như là máy móc quá, máy móc quá mà không có người đi vào, mất tự nhiên. Hội chợ thì phải có thị trường, đằng này người chả có thì bán cho ai, toàn mấy ông đem cây đến ngồi nhìn nhau. Cái đợt vừa rồi ở F1 đấy, ở Mỹ Đình ấy, bức xúc quá. Bức xúc thì nhiều anh em, khách đến họ cũng bức xúc, xe bắt gửi bên ngoài đi bộ vào thì ai người ta, người có tiền người ta, ai người ta đi bộ lít thích thì. Đây là cái si, tác phẩm si. Bộ rễ nó trải dọc theo cái bệ đá này. Và cũng nói về hoa giấy thì ngay bên cạnh có một cái tác phẩm hoa giấy, cái đường đi của Thân cũng rất là đẹp. Lắc lượn, đẹp không? Cũng là dòng tím Huế. Các cháu còn có cậu gì Tuấn Tuấn nữa nhỉ? Dạ. Còn có Tuấn nữa đúng không nhỉ? Vâng, có 3 anh em mà. Dạ. Đúng rồi, gần nhân là nghệ nhân ở đấy chú ạ. Tuấn đó. Đủ 3 gần nhân, riêng nhân, nghệ nhân đó. À, tức là nghệ nhân này, gần nhân này. Riêng nhân. Riêng nhân. Gần nghệ riêng. Là cây cần thăng dáng thác đổ đây. Cây này bé thế thôi nhưng mà cũng lên sùi ra cóc hết rồi, rất là già rồi đấy các bác ạ. Đây, trông nhỏ nhưng mà rất già rồi, lên. Cây cần thăng dáng thác đổ nhỏ nhỏ này bao nhiêu rồi cháu ơi? Vâng, cái này giao lưu các bác giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu. Ừ, cây nó già cây. Già mấy chục năm rồi đấy. Dòng này nó không lớn nữa. Rồi. Cái gì đấy 35 triệu chứ. 35 triệu. Cây này thì để các bác lọc lại một tí nữa là đẹp. Mua về lặt dằn dằn đi một tí nữa, lọc răm cái nó gọn cái ngay. Ôi giời. Gốc đẹp hết nhỉ. Cây này để bao nhiêu năm trong chậu ạ? Cái này dễ trong nó đóng bánh hết rồi đấy. Đặc dễ rồi đấy. Vâng, 35 triệu một cây si dáng huyền này. Cái này có một cây à? Vâng, cái đấy có một cây thôi. Đồi đẹp kìa. Chậu sẵn chơi rồi. Và trước khi kết thúc cuốn video này, tôi gửi đến hình ảnh của một cây xanh bám đá này. Nhìn cái bệ dưới nó rêu, nó bám, rễ nó cùn, thả nước. Thế mới đẹp đấy. Đấy, chơi cây nó tinh túy thế này này, nó không thô kệch. Một cái khay mỏng chứa nước, có thể vài chú cá ngũ sắc là bơi lội tung tăng được. Đấy. Xanh theo lối cổ.
cái này là nhấc cây riêng, chậu riêng rồi. Đẹp quá nhỉ, nhìn đẹp thật đấy. Ừ, chỉ có đặt vào thả vào khay nước thôi, di chuyển là bệ riêng, cây riêng, chậu riêng. Cây này bao tiền anh Duẩn đây? Và 35 triệu. Rồi, và Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp cuốn sau.